nghe một chai 150 một chai mà khẳng định là nói hàng chính hãng, nó chất mã vạch à, nó chất mã vạch đây, đây là hàng chính hãng nè, chính hãng 80.000 hai chai, chợ Kim Biên 50.000 một chai. Hôm nay em sẽ chát 50.000 một chai, chai Wuxi cho các bạn xem nha. Đây là chai mã vạch. Mã vạch này chép chi? Lừa ai lừa? Đấy. Đây nha. Galien, chai gì đây? Wuxi Bo Hom xuất xứ Mỹ, giá tham khảo 1.661. 1.661 nhưng mà ở ngoài Kim Biên có 50.000 chai hà. Đấy. Lừa ai? Hôm nay mình sẽ quen một cái giúp người ta đang rầm rộ lộ hay đang quảng cáo trên Facebook là nước hoa. À nước hoa. Đây là cái má này là cái má chuyên live stream bán hàng trên Facebook và cái nước hoa cho các bạn xem qua nha. Mày nói lại bị mũi nó vào thùng bị ướt như thế này. Ướt hết cả hộp bên ngoài luôn. Cái tình hình này là bây giờ bắt buộc là phải khui ra bóc ra và xem lỗ rồi. Chứ ướt như thế này là sỉ nó không bao giờ nó lấy được. Đó, khui ra xem hàng gì đó em. Thùng giờ nha chị. Thùng nào mà thô khô á thì để lại, còn thùng nào mà ướt thì bây giờ phải bóc ra mà xeo lỗ thôi. Đây hàng giò nha. Hàng giò cái mùi này rất là nổi tiếng, cực kỳ thơm luôn. Đó, rất là hot trên thị trường nè. Và đảm bảo trên thị trường cái mùi này phải tiền triệu mới mua được, từ 1.500.000 trở lên. Trời ơi, ướt hết hộp bên ngoài nhưng mà bên trong thì không ảnh hưởng đâu. Nói chung là bên trong cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà bây giờ sỉ nó không lấy nên bắt buộc phải xeo lỗ rồi. Và hàng nhà em là hàng chuẩn nha. Hàng nhà em không phải là hàng tào lao đâu. Hàng chuẩn, mã code đầy đủ luôn. Em lấy cái điện thoại cho chị check mã vạch luôn. Đó, mình xài nước hoa hàng sách tay á, thì mình sẽ dùng phần mềm iCheck để check mã vạch. Rồi, các bạn thấy chưa? À, các bạn lướt Facebook các bạn trên thì lâu lâu các bạn cũng thấy một cái quảng cáo á. Nước hoa, ví dụ mà tưới nước lên nước hoa để xeo rẻ đó. Đó, ngày nào mình cũng xem ngày nào bà cũng tưới nước lên thùng nước hoa để bà xeo rẻ. Một chai 3-4 triệu bà xeo có 150 chai, 150 chai. Cái bà khẳng định là hàng chính hãng. À, mấy em lấy chai, mấy em lấy điện thoại cho chị chết mã vạch, chết mã vạch, khẳng định đây là hàng chính hãng nha, chết mã vạch. Ờ, rồi, các bạn mua nước hoa các bạn đừng nhớ, đừng có ví dụ mà tin tưởng là chết mã vạch là hàng chính hãng. No, không phải là hàng chính hãng mà chết mã vạch được. Hàng nhái 50.000 một chai ở chợ Kim Biên mua 80.000 hai chai mình vẫn chết được mã vạch nha các bạn. Nên các bạn đừng có tin tưởng mà vụ chết mã vạch. Các bạn nghĩ coi một chai nước hoa, một chai nước hoa hàng triệu như thế này. Một chai này là 2.2 triệu, 3 triệu mấy, 4 triệu mấy. Ví dụ mình nhập hàng công ty lấy sỉ hoặc công ty phân phối lớn để mình lấy mình bán một chai nước hoa. Tại vì cái giá này là giá bán là 2.2 triệu, thì cái giá hàng chính hãng công ty mình nhập từ công ty mình bán á là hết 1.8-1.9 triệu. Là một chai là có mấy trăm ngàn thôi. Đó, đoạn từ 8-9 triệu. Cho mình ví dụ nha, cho lấy 1 triệu một chai đi chăng nữa, mà nó nói nó bán 150 một chai. Có thằng khùng nào á mà nó mua một chai nước hoa 1 triệu mấy, nó bán 100 mấy để nó lỗ. Đó, vậy mà các bạn vẫn mua ầm ầm rộ rộ nha. Giải cứu lưu nước hoa bị ướt, đường miệng bị ướt. 2 triệu còn 199. Ngày nào bà cũng giải cứu á. Hôm nay là cái hôm nay là cái clip ướt này, hôm sau là cái clip nhúng nước loại chai khác, hôm kia là nhúng nước cái khác, nhìn mắc cười lắm. Thấy bà chết chưa, chết nước hoa chưa? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chết một chai hàng nhái hàng dũng ở ngoài chợ Kim Liên 80.000 hai chai cho các bạn xem nha. Mình chắc thử coi nó có ra ha, mình chắc thử coi nó có ra không nha. Rồi mình lấy một chai Wuxi, đây là hộp Wuxi. Chợ Kim Liên 80.000 hai chai. 80.000 hai chai mà bán ra bán rần rộ, bán nó đường đi biển bị ướt. Đó, đường đi biển bị ướt. Chắc mã vạch cho chị nha. Rồi, mở Vietjet lên mình chết nha. Đấy. Các bạn thấy chưa, các bạn có tin là hàng thật, hàng nhái, hàng giả không? 80.000 vẫn chết được nha các bạn. Wuxi Bay, Bo Hom, xuất xứ Mỹ, dán tham khảo 1661. Để có thể nhận hàng và thương hiệu mời liên hệ tổng đài. Tem chống giả công nghệ cao kiểm tra bằng Vietjet. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, đó, các bạn tin chưa? Vậy mà vẫn có nhiều người mua rầm rộ nha các bạn, chứ không phải là không có người mua nha. Cho nên rất là nhiều người mua, cho nên đã ngày nào anh tưới nước bình thùng nước hoa, đã nói đi được đường biển bị ướt. Đó, nếu bà sao rẻ 1.9 triệu, 2 triệu một chai, đó sao rẻ 90.000, 150 chai, 99 một chai. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Một chai nước hoa như vậy, 2 triệu mấy, 3 triệu mấy, 4 triệu mấy, 1 triệu mấy một chai.
Các bạn nghĩ coi, 1 triệu mấy, 2 triệu mấy một chai, mình lấy cái giá mà chính hãng, cái giá mà công ty nhập khẩu hoặc là hàng supply đi chăng nữa. Đi chăng nữa tệ gì. Cái là hàng trưng bày ha. Hàng trưng bày mà cũng không có giá 1 triệu rưỡi nha. Cái chai này hàng trưng bày chưa có giá 1 triệu rưỡi nha các bạn. Xịt rồi vẫn như cái đây vẫn không bán 1 triệu rưỡi nha các bạn. Không bán là không bán, nhất quyết không bán. Vì đây là hàng chính hãng. Còn mấy má bán 150 chai, 150 chai đây. Đây là hàng thiên biên. Mua 30.000 một chai bán 199 lời lúc. Thấy chưa? Chắc mã mặt đấy cũng có chắc mã mặt được nè. Bây giờ mình tra, mình check mã mặt chai chính hãng cho các bạn xem nha. Bây giờ mình check mã mặt một chai chính hãng cho các bạn xem. Một chai chính hãng cho các bạn xem nha. Rồi mình check cái chai đấy. Đây là cái chai chính hãng thiệt nha các bạn. Chai này tên này chỉ 2 triệu mấy thằng đó. Chai này 2 triệu mấy. Rồi mình check cái chai chính hãng mình bật thử coi. Cái tên đó là gì? Cái gì Nasico 100ml xuất xứ Pháp, giá tham khảo là 46 đô. Giá tham khảo các bạn là cái hàng từ cái giá này là từ ở công ty là giá 46 đô, thì khi mà những cái cửa hàng nó nhập về nó bán qua thuế, tất cả thuế này nọ qua công ty qua thuế rồi bạch lời là bán 2 triệu mấy một chai. Đây là cái giá của nó, 2 triệu mấy một chai. Cái này chai này là mua ở Ion nha các bạn, shop Ion nó Ion Mall nè. Đấy, 2 triệu mấy một chai thì đi cho chăng nữa đi, có chai này mà giá gốc của nó là 46 đô đi là cũng không thể nào mà bán giá 200.000 chai. 200.000 chai bán cho phá sản luôn à, đi rửa tiền à. Đó để các bạn hiểu nhé. Các bạn hiểu chưa? Vậy mà rất là nhiều người mua nha các bạn. Đó, nhưng mà Việt Nam của mình nó ngộ lắm. Thà mua hàng nhái hàng giả. Trăm mấy chai, xịt ra mùi cồn, xịt ra dị ứng mùi cồn thấy mẹ luôn, xịt ra chút xíu khó, vẫn mua được được. Nhưng mà đối với những người mà công ty Việt Nam mình sản xuất ra một chai hàng Việt Nam chất lượng cao, mang thương hiệu Việt Nam. Mang thương hiệu Việt Nam, quý bộ mình ví dụ cho các bạn xem nha. Chai này là chai cha mà mang thương hiệu Việt Nam, nhưng mà tinh dầu sản xuất tại Pháp. Người Pháp quản lý. Và người Pháp bào chế ra cái chai này, nhưng mà chỉ có người Việt Nam đứng tên thương hiệu Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam cho giá thành nó rẻ thì không mua. Người ta chửi nhau rần rần lộn lộn, đó là hàng giả, hàng nhái, hàng giả, hàng nhái, hàng nhóm, không mua. Đó, không mua. Cái hàng thương hiệu này là người ta sản xuất, có một đội sản xuất tại Pháp luôn, hai nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Và Pháp luôn, không tin. Đó, hàng Việt Nam chất lượng cao thì không tin. Giá rất là rẻ, vừa với túi tiền, thơm dai, tệ dự ứng 4-5 giờ, không tin, chửi lên chửi xuống. Nhưng mà cái chai hàng giả hàng nhái đáng rần rần lộn lộn, trăm mấy chai thì tin mua. Đó, có nghĩa là người ta rất là thích hàng thương hiệu nổi tiếng, chấp nhận mua những cái chai hàng giả hàng nhái mùi cồn gì xịt trong quay, nhưng mà không chấp nhận mua những chai hàng Việt Nam sản xuất. Đó, đây là những chai hàng Việt Nam sản xuất, mùi thơm lưu hương 4-8 giờ, bảo đảm phải 4-8 giờ, nhưng mà người ta không tin, người ta nói cái này hàng này hàng điểu, hàng giả hàng nhái. Đó, nghịch đời là như vậy đấy, nghịch đời là như vậy đó. Rồi, ok, xin chào các bạn nhé.